Hello cả nhà nha. Hello cả nhà, bữa nay trở lại kênh mình nha cả nhà. Bữa nay mấy anh em mình có cái món mà mới để chia sẻ cho cả nhà xem nha. Đây. Mới mua được mấy ký sườn heo này, giờ mình đem lên mình nướng. Đem lên mình nướng nha cả nhà. Cả nhà nhớ theo dõi hết đoạn clip này nha. Sườn bò. Giờ mình đi làm nha. Lắm mà có xe kìa. U cái là hết luôn. Không tán gà nữa nha. Ồ, quả tăng già phải không? Rửa chén phải không? Làm thanh tra 12 bánh nước khổ đó bạn ơi. Là rửa chén mà. Hello mọi người, bữa nay mới nhập về được 3 chiếc xe. Anh em nào có đấu giá được thì đấu luôn đây. Chiếc này mới mua khoảng 1 tỷ mấy. Chiếc này 1 tỷ rưỡi. Trời ghê chưa? Chiếc sau này ghê chưa? Ghê chưa? Miễn phí 1 chiếc đó luôn, 2 chiếc tặng 1 chiếc. Bây giờ mình rửa mình ốp lên cả nhà. Ngày ốp xa tới rồi cả nhà. Ăn sống luôn chứ.
cây nha cả nhà, trộm cả nhà. Rộng đi. Cái súng đang đụng kinh nha cả nhà. Xương bò nướng nha anh em. Đây xương bò. Ăn sống luôn nè. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái đi. Dạ bỏ lên nướng cả nhà. Nắng nổi. Ngọt. Xương bò. Cái cua còn cua. Nhất cái răng. Cái nước này chảy nước miếng luôn. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng bạn ơi. Đang chờ mà chảy nước miếng luôn. Thank you.
heo luôn. Ấn độ. Này nướng vừa chín ăn được, lại khô quá ăn. Vậy đem ra ăn được. Trời ơi. Đi. Trời ơi. Sống đi, ghê. Thôi từ 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 từ. Ra là mày thăm ngàn thăm ngàn. Gì lưng một bự hả? Gì lưng một bự? Không ba để mới đứng mấy ngang á, để máy giống tôi nè, cái máy tao để quay kia lưng bụng bị dính đòn ra cái nè.
Rồi mới lớn mà. Đúng. Cả nhà, nãy giờ mình đã nướng xong cái sườn heo rồi cả nhà. Bò. Nước chấm nè. Bỏ xong đổ xe. Trời ơi, lịch trời ơi. Mấy súng à. Mấy súng đây chào anh em. Hôm nay già téo mình nha cả nhà. Hôm nay cho lên sống bữa. Chào em nha. Bữa nay ăn sườn bò nướng. Mời anh em ăn nha. Ngon anh em ơi. Mọi nhà ăn nha. Chưa uống hay có cần ăn. Bảy giờ, bảy giờ. Có bầu. Có bầu hả? Đây này mọi người anh em ơi. Mời cả nhà, cả nhà. Ai đi mà. Cầm muỗng lấy. Anh ăn như heo quá trời. Ok. Đấy cho màn bùa tạc, liêu bùa tạc nè. Đưa vô khoát luôn. Đây bữa nay có vô một thành viên mới. Đây, rất đẹp trai. Từ Sài Gòn về. Mời cả nhà. Quá trời nó ăn như heo rồi. Ngon. Nước mắm ngon. Này phải làm xương xương mới được. Xây đẹp chưa? Má cháy cả nhà. Có
mi này ngon không dạ? Ngon. Con nhớ là mới chồng nó ăn kỳ lắm kìa. Ba gùm hết chưa anh ba? Ba gùm hết chưa? Chiên con cái cây. Chứ ba chồng được. Hai con lắc đi. Hai con chẳng lắc đi. Kêu hai con lắc, lấy hai cái sườn vô này, hai con đẩy đóng cửa lại, đánh ngủ. Không. Sao vậy? Thôi mua đu đủ gì mình hầm cái nữa. Đúng rồi. Nói là hầm cũng được.
Cái được vàng đó là biết làm gì không? Để chị ô tử á ăn với muối á.